Nếu mọi người yêu thích động vật thì mọi người có thể chọn nghề thú y đại học. Với ngành nghề này, hàng ngày mọi người có thể thỏa mãn được đam mê tiếp xúc với hàng trăm bé thuộc đủ thể loại như chó, mèo, heo, bò, gà. Nếu mình thích con gì thì mình sẽ làm chuyên về con đó. Hai mọi người, mình là Bi đây. Hôm nay là mùng 3 Tết năm dương lịch 2023. Mà mắc ra là mình phải xử lý một bé phốc sóc cực kỳ là dữ dằn, nhưng chỉ cần 3 giây là mình đã khuất phục được em nó ngay. Và vấn đề này mình sẽ làm video chia sẻ sau mọi người nhé. Lúc mà quen thân được theo mình sờ luôn. Đây là em nó sau 2 tiếng nè mọi người. Lông là được tỉa, mặt là được cắt tròn, cực kỳ là xinh xắn lắm mọi người nha, cực kỳ là đẹp luôn ha. Rồi, xong bắt đầu mình chạy qua trại của anh khách nè mọi người. Mọi người thấy không? Đủ thể loại chó luôn nha. Đây là giống Bully mọi người. Qua bên này là giống Phú Quốc nè. Chuẩn bị qua bên cạnh là giống Biệt Bỉ. Con này cực kỳ là dữ dằn, hôm bữa nó cắn ông chủ tét thịt phải đi mây mấy mũi với lại chích vaccine năm mũi mọi người. Còn đây là hai nhóc nè. Còn đây là heo nè mọi người. Hai con nha, cực kỳ là mấp luôn. Chuồng đối diện nữa nó mọi người, hai con nè mọi người. Rồi xong mới chuyển qua khỉ nè mọi người thấy không? Một cặp khỉ nha, ở trên là khỉ đực, ở dưới là khỉ cái nè mọi người, cực kỳ là thương luôn. Xong xuôi hết bắt đầu mình ra mình kiểm tra chuồng chim của ảnh. Đây là chim cu đất nè mọi người. Tầm khoảng đâu 70-80 con á mọi người. Cực kỳ đẹp ha. Tới chuồng này có một nhóc chim chân dài, lông xanh, nhìn cũng dễ thương lắm mọi người. Còn ở dưới là một con gà á, mọi người thấy không? Đủ thể loại luôn nha. Đây là hai nhóc mèo thường thôi mọi người, không phải là mèo kiển, nhưng mà nhìn cũng cực kỳ là xinh xắn luôn. Hai đứa, hai anh em luôn á mọi người. Xong qua bài cho con này mọi người. Bài này là bài Phú Quốc con á. Xong hết thì mình lại tiếp tục mình qua chọc chọc cái bài chó của nhà khách nữa mọi người, cực kỳ là nhiều luôn. Một bài luôn mọi người. Anh khách này nuôi bên hông. Xong hết thì tiếp tục mình lại chuyển qua bên nhà khác. Thì nhóc này là nhóc Doberman nha mọi người. 40 mấy ký á. Hôm bữa mình mới thiến xong luôn mọi người. Vừa mới thiến xong á. Thiến cho nó mập á mọi người. Nó đỡ theo gái luôn nha. Còn thì nhóc này đang tục canxi nè. Chúng mình sẽ tiêm thuốc nè. Rồi tiếp tục bên cạnh đây là những cái nhóc mình cũng trước mình vừa thiến á. Con này là thiến đực nè. Con kia là thiến cái nè. Xong rồi mình quay lại kiểm tra mấy bé ở phía sau. Thì nhóc này bị đường ruột mọi người. Ý ra máu thì hôm nay đã tỉnh rồi. Thì nó lớn nhưng mà tội là bé này nè. Mới bé tí à. Nhưng mà phải truyền dịch 3 ngày rồi mọi người. Truyền dịch 3 ngày rồi mới tỉnh. Nhưng bây giờ phật máu quá trời quá đất luôn. Rồi tiếp tục là một bé lạp xưởng bị liệt mọi người. Không thể nào mà đứng dậy hết mọi người. Mình rồi tay mình rồi đồ không có nào còn mà đứng dậy hết. Thì mình phải tiêm canxi cho uống canxi cho uống. Rồi mình còn phải tập vật lý trị liệu nữa mọi người. Còn cái nhóc này thì phải nói là cực kỳ là khỏe luôn. Vậy lắm mọi người. Những cái bộ lông nhìn cực kỳ đáng yêu. Nó chỉ like Phú Quốc thôi hết. Tới mấy anh này sợ mình lắm mọi người ơi. Gặp mình là anh nào cũng mất hôn hết. Gặp cái sự tối mà. Còn anh này thì cho con bú nhiều quá nè mọi người. Tục canxi ói mửa luôn. Rất là tội luôn. Rồi còn nhiều lắm mọi người ơi. Cái nhóc này thì chuẩn bị mình vệ sinh tắm rửa nè. Nhóc này thì mình vừa tỉa xong cái mặt với tiêm ve nè. Còn nhóc mèo này thì lưu chuồng, tắm, sấy. Còn phía trước thì lại thử đồ. Nói chung là một ngày bên phòng khám mình cũng nhận cực kỳ là nhiều luôn mọi người. Còn em Alaska đây nặng gần 50 ký. Mình thiến xong rồi á. Bây giờ lại là tỉnh táo rồi, chuẩn bị là chờ chủ đón thôi mọi người. Nhìn nói chung là đẹp trai cực kỳ. Còn nhóm này thì truyền dịch. Nói chung là mình nói rõ mọi người, người mình tiếp xúc với cả trăm bé mỗi ngày mà. Vì vậy nên mọi người yêu thích động vật á thì mọi người cứ đi học nghề thú y như mình nha mọi người nha.